Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF6 có hai phiên bản, Bay và Plus. Bản Bay có giá 675 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 765 triệu đồng, đã bao gồm pin. Trong khi đó, phiên bản Plus có giá 765 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 855 triệu đồng, đã bao gồm pin. Mẫu xe này đánh vào phân khúc BSUV, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Seltos, giá từ 599 đến 724 triệu đồng, và Toyota Yaris Cross, giá từ 730 đến 838 triệu đồng. VF6 là một phần của dải sản phẩm ô tô điện của VinFast, thêm vào danh sách đã bán ra thị trường bao gồm VFE34, VF8, VF9 và VF5 Plus. Mẫu xe này được thiết kế bởi studio danh tiếng Torino Design, mang lại không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng nhiều tính năng thông minh. Kích thước của VinFast VF6 là 4238x1820x1594mm, với chiều dài cơ sở lên đến 2730mm, mang đến không gian nội thất tối ưu tương đương với các mẫu xe thuộc phân khúc C sử dụng động cơ đốt trong. Ngoại thất được trang trí bởi dải đèn LED đặc trưng của VinFast và mâm hợp kim 5 chấu khỏe khắn kích thước 19 inch. VF6 có nhiều màu ngoại thất và nội thất để lựa chọn. Cả hai phiên bản của VF6 đều sử dụng pin LFP dung lượng 59,6 kW, có phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km, theo tiêu chuẩn WLTP, cho mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, với mô men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, mang lại trải nghiệm lái xe hứng khởi và tiện lợi cho mọi tình huống.